Đôi nắm mới qua xỉa. Chào chiến nhá. Đéo. Azi đằng sau đít kìa mọi người. Em mây ra này, không phải sợ đâu. Yếu hết kìa, không đủ đam kìa, bà con ơi. Không có bay kìa. Phía thứ không xôi cứ thèm vũ lưu thì như chửi nó đi. Hả? Không xôi gì đây? Kênh này... Kênh này chê ngu thì không bị ban, nhưng mà nói luyên thuyên mà anh em thấy thiếu ấy quá là ban đấy nhá. Vô duyên quá ban ấy. Tấn công tướng địch. Đủ. Cà phê nì. Ngân Nguyễn, có khi nào rớt xuống tinh anh không? Úi dồi Ngân ơi, làm gì mà. Ê, em nhìn chị cầm quả ban trái, chị đi oánh răng chúng nó thế mà em lại bảo xuống tinh anh là nào nghe. Mất cả sự uy tín của chị. Anh này, anh này. Nguyễn Văn Chín, chị đánh ranh gì thế? Ôi rồi, ôi anh kia, anh kia, anh kia. Chạy đi, chạy đi. Ngu gì em phải chạy chứ, chạy chạy rõ. Ở lại làm gì? Chạy đi. Em về đến nhà rồi anh ơi. Ở lại cứu đồng đội đó. Ở lại cứu đồng đội kìa. Ôi em làm gì có chiêu cấp cứu nào đâu mà cứu đồng đội em, chạy trước mọi người. Sợ lắm, sợ lắm. Sợ lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Đường chung, KS không ai bằng. KS nữa, trời ơi, combo, nguyên một combo và nó lại kêu KS, chán thật. Không ai thấy được độ cống hiến của con Zuka trong tay Mây nhỉ. Đường của Mây đấy cho lính đẩy rất cao, lúc nào cũng cao. Tròn nhiệm vụ còn thế nào nữa. Đông đấy, trên này 4 thằng kìa. Đinh Bảo, mày đánh đêm không ăn gì à? Em ăn tối rồi, em ăn trước khi ăn live rồi anh ạ. Đi live xong em đi ăn sáng nữa. Đấy, mai nó nằm thằng với thằng. Cà phê về rồi. Mới rồi. Đây Mây qua để chơi này mọi người. Floyd đợi mình qua chơi này. Bệnh ho mà coi con Zuka của Mây vừa cười vừa ho mệt quá. Còn vừa cười vừa ho nữa. Thằng ấy hết ulti rồi đúng không bà con? Hết. Tao lừa mày đấy. Đòi bắt tao mày. À, Zuka của Mây kỹ năng mà 2-0 mà sao lại buồn cười là nói anh em hiểu sao. Zuka Mây nét thế này. Ok mà. Vậy. Nhìn nó hung hãn thế này cơ mà mọi người chê à? Nhìn hướng ngực thế này. Ui mọi người ơi, từ từ nha. Nguyễn Xuân Hí, biết chơi Zuka luôn. Có biết chơi đâu, mọi người thích thì chơi chứ. Trong Liên Quân thì con tướng nào nó chỉ có 3 chiêu thôi anh ơi. Khác mỗi cái tên à. Bèo chết này. Đấy được không ạ? Chưa lị. Dương Vy, farm nhiều vào đánh cứ đi lăng quăng không à? Lại kêu loang quang nữa, tiền nhiều thứ hai team lại còn đẩy hết lính thì chả chạy ra hỗ trợ cho team. Đang tới. Anh không thấy mẹ lên em, bay đi. Anh ra bay đi anh ra. Hai A cộng quá. Hay quá. Ok hai A cộng. Tôi hay, tôi hay. Tôi... chúng em phải thế chứ. Để chúng mình gọi là phối hợp với nhau. Chứ một mình bạn là bạn làm gì đủ đam đúng không? Có sự phối hợp, phối kết hợp. Ken câu, vét vét. Ờ, bây giờ phải vét chứ, bây giờ không vét được thì là lỗi của mình rồi. Người ta đâu có đủ đam đâu các bạn. Mình không vét vào đây, đồng đội mình lăn đùng nó chết đấy. Hai anh chơi giao nó mới lộ. Để về lết. Về lết mở cái mắt. Xanh như cái tàu lá chuối này. Team nó đâu hết nhỉ?